Qua bao nhiêu năm miệt mài, để quê hương tôi đồng xoài. Từng ngày đã đổi thay. Lấp lánh những ánh đèn vàng, sức sống yêu thương ngập tràn. Bước tiếp ngày chỉ những gian nan. Đây là nương rẫy, là con suối nhiều năm qua đó. Bây giờ khu phố hiện lên đây, đoàn đường xe tấp nập, công trình sân xây, từng nhà máy mọc lên san sát. Đây một thành phố vùng đất đó biết đó là thành phố đồng xoài, thắp sáng tương lai, vững bước đường dài vượt qua phong ba mưa gió. Thành phố đồng xoài cho đến mai sau vẫn mãi trong lòng dân yêu dấu. Là thành phố đồng xoài như nắng xuân tươi, mang đến nụ cười cho con tim ấm áp. Thành phố đồng xoài, thành phố văn minh, giữ mãi yên bình ấm no cho mọi nhà. Qua bao nhiêu năm miệt mài, để quê hương tôi đồng xoài. Từng ngày đã đổi thay. Lấp lánh những ánh đèn vàng, sức sống yêu thương ngập tràn. Bước tiếp ngày chỉ những gian nan. Đây là nương rẫy, là con suối nhiều năm qua đó. Bây giờ khu phố hiện lên đây, đoàn đường xe tấp nập, công trình sân xây, từng nhà máy mọc lên san sát. Đây một thành phố vùng đất đỏ miền đó là thành phố đồng xoài, thắp sáng tương lai, vững bước đường dài vượt qua phong ba mưa gió. Thành phố đồng xoài cho đến mai sau vẫn mãi trong lòng dân yêu dấu. Là thành phố đồng xoài như nắng xuân tươi, mang đến nụ cười cho con tim ấm áp. Thành phố đồng xoài, thành phố văn minh, giữ mãi yên bình ấm no cho mọi nhà. Cô đã cho các em xem
biến nhà máy điện một bình. À, như vậy nhà máy điện này sản xuất ra điện năng có điện thế là 200.000V. Vậy trước khi đưa điện năng đi xa là chúng ta phải dùng gì? Máy tăng áp để nâng điện áp lên 500, có phải không? Từ 500.000 và xuống 110.000 chúng ta sẽ dùng máy gì? Hạ. Và chúng ta sẽ dùng các máy hạ. Giờ về đến khu nhà thân yêu của chúng ta, lưới điện mà chúng ta đang dùng là bao nhiêu? 220V. Nếu chúng ta không dùng máy hạ thì các thiết bị của chúng ta sẽ không tiêu thụ được, tức là sẽ bị sao? Hư hỏng. À, như vậy trong quá trình chuyển tải điện năng, ứng dụng của máy biến áp rất là hiệu quả. À, giờ tiếp theo cô trò sẽ tìm hiểu cái ứng dụng thứ hai của máy biến áp là ứng dụng năng. Thì tiếp theo đây là câu hỏi liên quan đến trường đồng xoài thân yêu của chúng ta. Em hãy cho cô biết trường trung học phổ thông đồng xoài của chúng ta có máy biến áp không? À, và cô hỏi thêm này, cái máy biến áp đó nó đóng vai trò là máy tăng áp hay hạ áp, và hiện giờ nó đang được đặt ở vị trí nào ở trường đồng xoài của chúng ta? Cô có học bộ môn vật lý có máy biến áp không? À, cô xin mời bộ phụ không? À, máy biến áp, như vậy máy biến áp của trường ta đóng vai trò là máy gì? À, máy hạ. Như vậy máy biến áp đó đặt ở vị trí nào của trường? Khu hiệu bộ, phòng môn vật lý hay là phòng văn thư? Hả? Nhà xe. À, đúng rồi, ở gần nhà xe. Bởi vì nếu các em học ở đây mà 3 năm chưa ai thấy được máy biến áp. Xin mời các em thảo luận và đại diện nhóm chúng ta sẽ lên giải thích cơ chế ứng dụng của máy biến áp để nấu giải thích gọi hàng điện. Thì ra sẽ thấy
vì một mà ta đã học một cái cấp thì đường cao tam đó chính là vì. Khi mà y nó tăng lên rất nhiều lần thì đây chúng tôi sợ là nó sẽ tăng lên nhiều lần nữa. Thì ra khi đó nhiều người có tăng rất là nhiều thì sẽ là những biến chủng bệnh. Cô cảm ơn các em. À, câu trả lời rất hoàn chỉnh. Em có phải bổ sung gì thêm không? Rồi không? Cô là ngay chỗ lúc đầu của bạn đó nói thì sai, tại vì là N1 sẽ lớn hơn rất nhiều so với N2, mà lúc đầu bạn đó bảo là N2 lớn hơn rất nhiều so với N1. À, cô cảm ơn, lúc đầu bạn run quá mà nói nhầm, nhưng mày nói sai, có phải phải không? Nhưng mà bạn biết là đúng rồi nè. À, như vậy các em thấy này, nhìn trên sơ đồ các em thấy bụng sơ cấp có bao nhiêu vòng? 1000 vòng, còn bụng thứ cấp thì có bao nhiêu vòng thôi? Chỉ có 4 vòng. Như vậy thì đó chứng tỏ rằng là số vòng dây của bụng sơ cấp lớn hơn rất nhiều số vòng dây của bụng thứ cấp. Như bạn đã nói là cô vừa dạy chúng ta công thức này, N1 chia N2 cho bằng Y2 chia Y1. Như vậy điều này chứng tỏ rằng số vòng dây như thế nào tôi cường gọi là gì? Tỷ lệ nhân. À, như vậy N1 lớn N2 rất nhiều, dẫn đến Y2 lớn hơn Y1 rất nhiều. Như vậy thì chúng ta đã có công thức tính nhiệt lượng ở lớp 11 đó, chúng ta đã học Q bằng Y phương RT, và Y này sẽ là Y mấy? Y2. Như vậy kết quả là nhiệt lượng bỏ ra ở miếng kim loại là sao em? Rất là lớn, làm cho miếng kim loại cho em nóng chảy, và kết quả là hai miếng kim loại là sao em? Được hàn chặt lại với nhau. À, như vậy là cơ chế ứng dụng của máy biến áp để nấu chảy kim loại. Như vậy bài học ngày hôm nay thì gồm có 3 nội dung. Các em phải nắm cho cô. Nội dung thứ nhất là trong quá trình truyền tải điện